Vâng, luật phòng chống tác hại của rượu bia vừa chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Người dân thì không khỏi lo lắng, băn khoăn về hành vi điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Vâng, thực tế thì những ngày qua rất nhiều trường hợp đã bị xử phạt rất là nặng. Nhiều người đã tôi có hỏi liệu mình uống một lon bia hay là một chén rượu thì có làm sao không hoặc là sẽ bao nhiêu lâu thì được phép lái xe đây các bác sĩ khi uống bia rượu thì với người khỏe mạnh có cơ chế chuyển hóa bình thường Chỉ cần một tiếng đồng hồ để gan dung nạp và chuyển hóa hết một đơn vị cồn tương đương với 2 phần 3 lon bia 330ml tức vào khoảng hơn 200ml một chút xíu với nồng độ là 5% Hoặc là 30%ml rượu mạnh với nồng độ cồn là 40% sau đó thì cơ thể cần thêm khoảng 1 đến 2 tiếng nữa để chuyển hóa hoàn toàn một đơn vị cồn Do vậy nếu một người khỏe mạnh uống một lon bia 330ml hoặc là 30ml rượu mạnh nồng độ 40 độ thì có thể cần trung bình từ 2 đến 3 tiếng để chuyển hóa hoàn toàn nồng độ cồn và mới có thể lái xe. Vâng thưa quý vị, thực tế có thể thấy là rất ít người chỉ uống với lượng thấp tương đương với một lon bia hay là một chén rượu người uống càng nhiều thì cơ thể càng cần nhiều thời gian chuyển hóa nồng độ cồn. Và tương tự thì người không khỏe mạnh, người gan yếu thì cần nhiều thời gian hơn nữa. Vì thế mà nồng độ cồn trong máu, trong hơi thở còn tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và cơ địa của mỗi người nữa. Vâng, chính xác là như vậy chị Vân Trang ạ. Do đó là nói thời gian chính xác sau khi mà uống rượu bia để mà có thể tiêu hóa hết hoặc là chuyển hóa hết nồng độ cồn trong máu và hơi thở và có thể lái xe với mỗi người thì và không bị phạt thì cũng là việc rất là mà khó để định đoán vậy nên tốt nhất là đã sử dụng bia rượu thì không nên điều khiển phương tiện tham gia giao thông thưa quý vị